Đến với video thứ ba cũng là video cuối cùng, Đỗ Sinh giới thiệu với các bạn bắt đầu từ tác phẩm Lộc Vừng, mà đến ngày hôm nay là ngày đã là rằm tháng 2 âm lịch, vâng, mà đứng ngắm trước tác phẩm Lộc Vừng của anh Nguyên ở xã Tây Tịu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, mà tôi cảm thấy rất là hấp dẫn. Vâng. Trước hết chúng ta cảm nhận cái đẹp của cái phần thân bệ và dáng dấp cây lộc vừng ở cái dáng siêu đẹp như thế này. Đúng cái lúc tôi quay phim thì đêm hôm qua những bông hoa lộc vừng nở rơi xuống mặt nước của cái bể cảnh và gốc của cây lộc vừng rất là rực rỡ. Và đúng là hiếm gặp tại thời điểm này, những bông hoa lộc vừng rất dài. Đây ví dụ như cái sợi gần tôi nhất, tôi đang cầm tay ở phía dưới, và với chiều dài vào khoảng độ 7-80 phân. Và đa phần là như thế, có những sợi còn dài hơn, xuống đến sát mặt nước như thế này. Đẹp thế chứ. Và nói về tuổi đời của cây lộc vừng thì cũng tương đối cao rồi. Dưới mặt nước của bể cảnh, những bông hoa lộc vừng qua đêm đã rụng xuống như những ngọn đèn trên mặt nước. Thật tuyệt vời. Thực sự là tôi rất ngạc nhiên và đứng ngắm ngẩn ngơ mãi với những cái bông hoa lộc vừng, những dáng vẻ của cây lộc vừng mà cả tôi thấy rất là ngạc nhiên. Sợi lộc vừng buông xuống những cái dây hoa đã dài rồi, lại đúng cái thời điểm mà đầu xuân như thế này, trong cái mùa xuân rực rỡ như thế này. Và anh Nguyên có tiết lộ là khoảng độ, nếu chúng ta thức đến chập kim 12 giờ đêm sẽ cảm nhận được, với ánh điện gần đây ở khuôn viên nhà anh soi vào thì những bông hoa lộc vừng nhìn như là những chùm hoa đăng khi rơi xuống mặt nước. Tuyệt vời. Ở vị trí này anh đã ký một giò lan, và với những cái năm tháng đã bệt ôm lấy hang ốc của thân lộc vừng. Trong khuôn viên vườn cảnh của anh Nguyên, chúng ta thấy có những cái tác phẩm đã hoàn thiện và tiếp tục hoàn thiện là bonsai mini. Thank you.
Và đây là một tác phẩm xanh tầm nhỏ mà bộ bệ rễ đã đặt chậu như thế này. Đã một điều nói lên là cái tuổi chậu của tác phẩm xanh này đã khá lâu. Vâng, anh có một cây vọng cách dáng thác đổ. Tác phẩm Me. Mai Hồng Ngọc. Và ngoài thú chơi cây cảnh nghệ thuật, chúng ta không thể bỏ qua được những lồng chim quý của gia đình anh Nguyễn Khắc Nguyên. Thú chơi chim và thú chơi hoa lan của anh cũng rất là độc đáo. Vâng, đây là chú khiếu. Một chú chim cu gáy. Đây là con sáo nhỉ. Vâng, những chú khiếu và mi. Và những lồng chim mi, chim khiếu, cu gáy và vành khuyên đã được đan xen với những cái giò lan. Một khu vườn lan nhà anh ngay cổng ra vào đang được hình thành
đó là những cái giống lan quý và nhiều chủng loại. Vâng, đến với những hình ảnh này, phóng sự Hương Sắc Đỗ Sinh xin dừng video tại đây, kết thúc 3 video chia sẻ vườn cảnh nhà anh Nguyễn Khắc Nguyên, xã Tây Tiệu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Với những số điện thoại của anh Nguyễn Khắc Nguyên tôi đăng tải trên màn hình, rất mong các bạn xem video và chúng ta có thể liên lạc trực tiếp với anh Nguyên để chia sẻ, giao lưu và có thể giao dịch những tác phẩm cây cảnh nghệ thuật mà mình yêu thích. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Hương Sắc Đỗ Sinh.